Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái bài kỳ này á, tôi sẽ chia sẻ đến các bạn cái kinh nghiệm rất là thực tế và hiệu quả, có thể giúp các bạn thu hút được cái sự cảm mến, sự tin tưởng và sự yêu quý của người khác khi mà các bạn nói chuyện. Hay là nói cách khác, đây là cái cách để có thể nói chuyện đi vào lòng người nha. Các bạn nhớ xem cái bài này thật là kỹ nha, vì nó có thể giúp các bạn rất rất nhiều trong cuộc sống này đó. Thôi, bây giờ mình vô kinh nghiệm để chúng ta có thể nói chuyện đi vào lòng người ha. Quên. Mà thiệt ra quên một cách cố ý. Các bạn đừng có quên cái lịch phát sóng của chương trình chúng ta nha. 7 giờ tối thứ bảy trên kênh YouTube của Web 5 Ngày, tuần nào cũng lên sóng hết. Và để xem, các bạn chỉ cần vào YouTube, gõ từ khóa Web 5 Ngày thì video trên cùng sẽ là video mới nhất. Thôi, vô liền cách số 1 ha. Rồi, hello các bạn. Đây sẽ là cách để chúng ta có thể nói chuyện đi vào lòng người. Cái cách này á, tôi đảm bảo các bạn làm đúng, các bạn làm thành thạo á, thì các bạn đi đâu cũng sẽ được yêu hết, thiệt. Ở nhà hay ra đường cũng được yêu hết nha. Vậy thì cái kinh nghiệm này là gì? Các bạn nhớ giùm tôi cái điều này nha. Khi các bạn nói chuyện với một ai đó đó, bạn nói cái gì đó với họ đúng không? Hãy nhớ giùm tôi cái chuyện này. Bên trong đầu của các bạn lúc đó đó, làm ơn chạy giùm tôi một cái câu hỏi. Và cái câu hỏi này chính là: họ đang ngụ ý cái gì? Hãy nhớ cái câu hỏi này nha. Chạy một câu hỏi trong đầu trong lúc nói chuyện với người ta: họ đang ngụ ý cái gì đằng sau lời nói của họ? Nếu mà bạn có thể gãi trúng cái mà họ đang ngụ ý, họ đang ẩn ý, thì tôi đảm bảo một điều, cái trái tim của họ sẽ rộng mở tan hoác với bạn luôn. Thiệt, lòng người ta sẽ mở ra với bạn để đón nhận các bạn. Người ta sẽ quý mến bạn ngay. Cái thiện cảm nó sẽ ngập trời. Và từ đó trở về sau á, bạn nói cái gì thì cũng sẽ đi vào lòng người hết. Tôi nói thiệt. Tại sao lại như thế các bạn? Tại sao mình phải đặt một câu hỏi là họ đang ngụ ý cái gì, và mình nương theo đó thì mình mới có thể nói chuyện đi vào lòng người? Tại vì có một cái khuynh hướng như thế này nè các bạn. Con người là một cái sinh vật ít khi nào nói thẳng lắm. Thiệt, toàn là chơi ngụ ý không à. Thế thì các bạn nhớ giùm tôi nè, khi mà người ta nói một cái điều hoặc là biểu hiện một cái ngụ ý nào đó đó, và bạn bắt được cái ngụ ý đó đó, thì bạn đỉnh lắm luôn á. Tôi nói thiệt, bảo đảm là người khác mở lòng ra cho các bạn ngay. Mà thật ra bản thân bạn cũng vậy thôi. Bây giờ bạn nói một cái hàm ý nào đó, một cái điều gì đó tế nhị mà bạn không dám nói thẳng, bạn phải đi đường vòng, bạn phải nói một cái ẩn ý nào đó mà người ta hiểu được, người ta phản ứng lại theo cách làm cho lòng của bạn mắc rượi luôn. Thì tôi hỏi các bạn, bạn có yêu họ không? Yêu sao không yêu? Trời ơi là trời, cái người mà có thể hiểu được ngụ ý của người khác là hàng hiếm á, nha. Vậy thì bây giờ làm như thế nào để có thể biết được ngụ ý của người khác? Đúng không? Nói thì hay lắm, nói thì dễ mà làm mới khó. Các bạn yên tâm đi, bây giờ mình sẽ vô cái phần ví dụ ha. Các bạn xem những cái ví dụ thực tế này thì các bạn sẽ biết cách để làm ngay. Đương nhiên cái kỹ thuật này được sử dụng trong rất nhiều các tình huống, đúng không? Mình không thể nào lấy 100, 1000 cái tình huống được, làm gì có thời gian. Nên tôi sẽ ưu tiên các tình huống phổ biến để chúng ta có thể lấy ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất tôi sẽ lấy về cái việc mình nói chuyện với người yêu đi ha. Đó, hoặc là vợ chồng gì đó. Ví dụ thứ hai thì tôi sẽ lấy một cái tình huống khi các bạn giao tiếp với đồng nghiệp hoặc là bạn bè. Và cái ví dụ thứ ba sẽ là cái ví dụ chúng ta giao tiếp với lại sếp của mình thì nói sao để đi vào lòng người thay vì đi vào lòng đất. Bây giờ vô ví dụ thứ nhất ha. Rồi, hello các bạn, bây giờ sẽ là cái ví dụ thị phạm đầu tiên ha. Đây là cái ví dụ mở hàng, nên tôi sẽ lấy một cái tình huống rất phổ biến và cũng khá là dễ. Coi như mình khởi động đi ha. Thí dụ, vợ hay là người yêu của bạn nhắn đi. Nhắn đại khái với bạn là: anh có thèm ăn lẩu không? Đó, một câu rất là đơn giản. Nhưng các bạn có biết á, là rất nhiều cái cuộc cãi vã trong cuộc sống này nó lại xuất phát từ một cái câu trả lời vô ý của cái người được nhận câu hỏi. Rất nhiều người trong tình huống này sẽ trả lời: không, anh không thèm. Ý, vui vui vậy thôi chứ có người buồn á nha. Có người buồn á. Nên thành ra thưa các bạn, nhiều khi trong giao tiếp, cái sự tinh tế, cái sự hiểu ý nó rất quan trọng hơn là cái câu, cái từ mà các bạn nhìn thấy. Trong cái tình huống này á, để mà nói chuyện đi vào lòng người á, dù là nói chuyện trực tiếp ở ngoài hay là nói chuyện ở những cái ô chat trên mạng, thì các bạn luôn phải nhớ một cái nguyên tắc. Các bạn phải chạy trong đầu của các bạn một câu hỏi mà tôi vừa nói với các bạn lúc nãy á. Người ta có ẩn ý cái gì ở đằng sau câu nói này hay không? Và nếu có đó, bạn gãi trúng cái ẩn ý đó thì người ta sẽ yêu quý bạn, nhớ bạn, phải nói thương bạn, tùm lum thứ tích cực với bạn hết á. Tôi nói thiệt. Thì bây giờ trong tình huống này thị phạm ngay nha. Đọc thử coi.
anh có thèm ăn lẩu không? Thì coi thử đằng sau đó có một cái ẩn ý gì không? Chậm lại đi các bạn, ẻm có ẩn ý gì ở đằng sau cái lời nói này hay không? Tóm lại là ẻm muốn biết mình có thèm ăn lẩu hay không? Hay là ẻm có một cái ý gì khác nhỉ? Chậm lại các bạn, chậm lại. Cái thời buổi chat chích trên mạng mà, phần lớn mọi người giao tiếp với nhau thông qua cái kênh online, nên không có việc gì phải nhanh cả. Nha. Bây giờ để các bạn dễ hiểu á, tôi sẽ minh họa cái tình huống này ở trên màn hình, cụ thể hóa nó cho các bạn dễ thấy ha. Bây giờ cái tình huống giao tiếp là gì? Anh có thèm ăn lẩu không, đúng không? Ở dưới cái câu này có ngụ ý gì hay không? Và để chúng ta biết được cái câu này có ngụ ý gì hay không thì chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu mà liên quan tới cái người đang nói chuyện. Thực ra tôi phân tích như thế này thì các bạn cứ tưởng đâu là lâu lắm, cứ tưởng đâu mất thời gian, nhưng mà không các bạn. Tôi chỉ đang cố làm chậm để các bạn hiểu vấn đề thôi. Còn trong thực tế, đôi khi các bạn chỉ mất vài giây thôi là các bạn nhìn nhận ra vấn đề. Nó không khó như các bạn nghĩ đâu. Vậy thì bây giờ mình lấy dữ liệu như thế nào? À, cái người đang nhắn cho mình á, họ có thích ăn lẩu không? Em người yêu hay là em vợ của mình có thích ăn lẩu không nhỉ? À, có. Rồi thêm một cái dữ liệu nữa. Mình với cái người đang nhắn cho mình á, lâu lắm rồi hình như không có đi ăn lẩu đúng không nhỉ? À, hình như cũng đúng. Vậy thì cái dữ liệu này đã đủ để mình kết luận chưa? Hình như đủ để kết luận rồi đó. Rõ ràng ở đây có một cái ẩn ý. Và cái kết luận ẩn ý đây là gì? À, rất có thể người yêu của mình thèm ăn lẩu. Và em muốn rủ mình đi ăn lẩu. Và em cũng muốn rằng mình cũng sẽ nói là mình thích ăn lẩu và đồng tình với em để cùng đi ăn lẩu, đúng không? Đấy, mình nhìn ra cái ngụ ý đó. Người ta muốn rủ mình đi ăn lẩu, nhưng vì một lý do gì đó người ta ngại. Và người ta hỏi một cái điều gì đó để mình ok trước, sau đó mới tới người ta ok. À, vậy thì rõ như ban ngày rồi đó. Thế thì bây giờ sẽ là cái bước bạn trả lời lại. Và bạn trả lời lại như thế nào? Sẽ có hai tình huống. Một là bạn đồng ý đi ăn, và hai là bạn không đồng ý đi ăn lẩu, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn hết cả hai tình huống. Bạn có trả lời như thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ yêu quý bạn. Rồi, đây sẽ là cách trả lời các bạn ha. Cái trường hợp số 1, đó là nếu mà các bạn có thể đáp ứng được cái ngụ ý ẩn của người ta, có nghĩa là bạn đồng ý với cái lời rủ đi ăn lẩu, thì các bạn trả lời như thế nào? Quá dễ, đúng không? Bạn dựa trên cái kết luận của các bạn đó, bạn nhắn lại: lâu quá không đi ăn lẩu, mình đi ăn đi em. Kèm theo cái mặt cười. Đó, dễ thôi. Nếu mà họ nói ok mình đi ăn đi anh, thì các bạn có thể hiểu là mình hiểu đúng cái ngụ ý của họ rồi đó ha. Và các bạn lưu ý một điều giùm tôi nè. Ở ngoài miệng thì họ bảo là ok mình đi ăn đi anh, nhưng bạn phải nhớ bên trong họ đó, họ sẽ đánh giá các bạn rất là nhiều. Có thể họ sẽ bảo bạn là người tinh ý, tinh tế, và họ sẽ nhìn vào bạn với một cái sự thấu hiểu rất là sâu sắc. Các bạn thấy không? Chỉ vài từ mà các bạn nhắn lại thôi á thì đã đủ đi vào lòng người rồi. Thiệt. Hoặc là các bạn có thể nói là thèm chứ sao không? Em có thèm không? Mình đi ăn lẩu nha. Ví dụ vậy. Đúng không? Cái điều quan trọng không phải là lời bạn nói, mà là bạn đã trả lời đúng cái chỗ ngứa, cái chỗ ngụ ý của người ta. Và tôi đã nói với các bạn lúc nãy rồi đó. Con người thích đi đường vòng. Nhiều khi có những tình huống bản thân tôi nói thiệt các bạn, tôi cũng không hiểu được tại sao người ta cứ phải đi đường vòng. Nhưng đó là khuynh hướng của họ các bạn ơi. Bạn không thể nào ép người ta nói theo kiểu thẳng băng được. Ngộ lắm. Thế thì mình phải thích nghi với cái khuynh hướng đó của người ta. Và bạn thích nghi càng tốt thì càng có khả năng bạn chinh phục được lòng của người ta. Đơn giản thế thôi. Nhiều ông cứ nghe người ta bảo là anh có thèm ăn lẩu không, trả lời một là anh không thèm, còn không trả lời thôi em muốn gì em nói thẳng đi. Mày đặt hỏi thèm nói đại đi, nghiện còn ngại, ví dụ vậy. Thưa quý vị và các bạn, nói kiểu đó là đi vào lòng đất nha. Đi vào lòng đất chứ không có đi vào lòng người đâu. Làm ơn nhớ nha. Khổ quá không biết nữa. Rồi, như vậy là các bạn vừa nghe cái cách để đồng ý với một cái ngụ ý của ai đó. Đương nhiên, lý tưởng nhất là mình đồng ý đúng không? Nhưng mà đời mà các bạn, nhiều khi nó rớt vô cái tình huống mà mình biết rõ cái ý của người ta đó, nhưng mà mình không có thích cái ý đó, mình muốn từ chối. À, mình không đáp ứng được cái ngụ ý đó. Thì bây giờ mình làm như thế nào đây? À, đương nhiên là tôi chỉ luôn cho các bạn, yên tâm đi nha. Tôi đâu có hướng dẫn các bạn cái cách để mà ai nói cái gì các bạn cũng say yes, các bạn cũng đồng ý. Sẽ có rất nhiều trường hợp nó không trúng ý mình thì mình phải có tiếng nói, mình từ chối chứ, đúng không? Thế thì ở đây, nếu chúng ta đoán được ngụ ý của một ai đó và chúng ta biết là chắc chắn mình sẽ từ chối, thì bây giờ hãy làm theo hai cái bước này các bạn nha. Thì cái bước số 1 tạm gọi là bước A đi. Bước A. Ở cái bước A này, các bạn cần nói một cái lý do hợp lý và chi tiết. Nhớ giùm nha, phải chi tiết, chứ nếu mà các bạn nói chung chung thì nó hỏng hết.
dễ làm phật ý người ta khi mà từ chối lắm. Nhớ nha, hợp lý và chi tiết. Và bước B đó là hãy đề xuất một cái option thay thế nếu được ha. Bây giờ tôi thị phạm luôn cho các bạn coi. Thí dụ bây giờ bồ bạn rủ bạn đi ăn lẩu đi, vẫn là ví dụ cũ. Nói thẳng ra là bây giờ bạn lười, bạn không muốn đi ăn. Quen đúng không? Quen, ok. Rồi, bây giờ mình từ chối như sao? Các bạn hãy liệt kê ra hai bước mà tôi vừa chỉ với các bạn, và tôi nói lại một lần nữa nha. Chúng ta đang tập làm cái này, liệt kê ra hai cái. Nhìn thì tưởng đâu nó lâu thôi, chứ mà các bạn luyện tập nhiều, làm quen thì đảm bảo các bạn chạy cái phương án rất là nhanh. Chưa tính, tôi lại phải nói là đa số cái giao tiếp bây giờ là giao tiếp online, nên các bạn có thời gian để suy nghĩ, chứ không phải lúc nào cũng gấp rút đâu nha. Thì bây giờ mình sẽ liệt kê hai bước. Bước A là chúng ta từ chối cái ngụ ý này. Lý do là gì? Lười, không muốn đi ăn bây giờ liền, đúng không? Lười, không muốn đi ăn bây giờ liền, đó là bước A. Thế còn bước B, đề xuất thay thế. Bạn có muốn đề xuất thay thế hay không? Bạn có muốn đề nghị một cái option nào đó hay không? Ví dụ, bây giờ không đi ăn, nhưng ngày mai đi ăn, ngày mai có hứng đi ăn. Đó, bạn có thể đề xuất option thay thế. Tại vì cái này rủ đi ăn mà. Nên thành ra tôi biết là nhiều người mê ăn lắm, nhưng mà đôi khi nó dính cái trường hợp là đột xuất quá, cái người ta đâm ra người ta lười, người ta không muốn đồng ý. Thế thì bạn có thể đề xuất là mai đi, đúng không? Rồi, ok, mình đã có hai bước để mà lấy cái dữ liệu rồi. Bây giờ quay trở lại, ứng dụng vào cái cuộc trò chuyện thực tế. Rồi, bạn có thể trả lời là sáng giờ anh cứ thấy lười lười, không muốn ăn gì. Đây là cái gì các bạn? Đây là cái lý do hợp lý và chi tiết, không hề là một cái lý do chung chung nha. Người ta ghét các bạn vì các bạn đưa ra một cái lý do chung chung. Nhưng nếu các bạn đưa ra một cái lý do chi tiết và hợp lý và chân thành á, thì người ta sẽ rất thông cảm với các bạn. Và trong cái tình huống này rất có thể phía bên kia sẽ đáp lại một cái câu khá là hờn dỗi, khá là ngắn gọn, đại khái như là dạ. Cái chữ dạ này mình cũng phải hiểu là ngụ ý đằng sau đó là hơi thất vọng đấy. Và mình biết được là người ta đang thất vọng luôn á. Nhưng khi mà người ta đang ở cái mồi của cái sự thất vọng, mình bồi đắp một cái đề xuất thay thế thì rất có thể người ta sẽ vui trở lại và lòng người ta sẽ lại mở ra trở lại. Bạn có thể đề xuất đó là sao? Nhưng mà ngày mai mình đi ăn lẩu nha. Anh cũng muốn ăn, chỉ là hôm nay anh hơi ỉ ỏi thôi. Ok không? Lý do của bạn được chấp nhận và đề xuất của các bạn rất nhiều khả năng cũng sẽ được chấp nhận. Thế thì bạn được cái bạn muốn và người ta cũng được cái người ta muốn. Và cái sự khăng khít của con người với con người nhờ vào giao tiếp nó sẽ trở nên thậm chí là còn tốt hơn trước kia nữa. Đấy, đó là một cái ví dụ. Hoặc là bây giờ đi xa hơn nữa. Bây giờ tôi lấy chơi bài ngửa với các bạn luôn, là bây giờ thậm chí bạn không thèm ăn lẩu luôn á. Bạn không thích ăn lẩu luôn á, thì bạn từ chối làm sao? Bạn thích ăn nhiều món lắm nhưng mà bạn không thích ăn lẩu. Thì bây giờ làm sao để từ chối ăn lẩu? Thì mình cũng liệt kê ra hai bước. Lý do của bạn là gì? Thì ở đây tôi vừa nói đó, lý do là bạn không thích ăn lẩu. Đi ăn cái khác thì ok, nhưng không thích ăn lẩu. Thì bây giờ xuống bước B, bạn có đề xuất thay thế gì không? Bạn thử bạn nghĩ cho người ta chút xíu đi. Tại vì thực ra người ta đang thèm ăn lẩu mà, người ta cần mình động viên, hỗ trợ và đáp ứng về cái nhu cầu tinh thần đó mà. Và bạn thừa biết là người ta sẽ hụt hẫng lắm, đặc biệt là cái người yêu bạn nữa, họ sẽ hụt hẫng lắm nếu các bạn từ chối. Thế thì đề xuất một cái sự thay thế đi. Thì cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ. Và cái này tôi tin rằng ai trong các bạn cũng có thể suy nghĩ ra. Đó là gì? Các quán lẩu thường bán chung với đồ nướng, hoặc là thường bán với những cái món khác. Thế thì mình hoàn toàn có thể vẫn đồng ý cái đề xuất này, nhưng mình nói thẳng luôn, em ăn lẩu nhưng anh ăn đồ nướng, thí dụ vậy. Thế thì mình không buồn, người kia cũng không buồn. Và đặc biệt là cái ngụ ý được đáp ứng một cách thực tế, phù hợp mà không dễ dãi, thì cái lòng của người ta cũng sẽ mở ra các bạn. Thật luôn á. Thế thì quay trở lại với cái câu chuyện của mình, thì bạn có thể trả lời luôn một cái đáp án chi tiết, cụ thể nhưng thật nha. Bạn có thể bảo là anh hồi xưa giờ ít ăn lẩu lắm. Và bạn đoán được luôn á, cái hay của cái phương pháp này là bạn đoán được luôn, bạn nói cái câu đó, người ta sẽ hơi chạnh lòng. Và người ta thường có khuynh hướng sẽ nhắn lại rất là ngắn, hoặc là cái gì đó nó hơi hờn dỗi, họ có thể bảo là dạ rồi thôi ngưng luôn. Hoặc là nói một cái câu mà hơi quỵt tẹt cái là dạ, tính rủ anh đi ăn lẩu mà anh không thích thì thôi. Đó, rất là hờn dỗi đúng không? Thì nhiều ông mà dừng ở chỗ này là ngưng cái là bắt đầu có chiến tranh. Mình có thể nhắn thêm một câu nữa, cái khúc dưới này mình nhắn cái đề xuất. Mình có thể nhắn là trời đất có sao đâu em, trời ơi quán lẩu bán nhiều món mà, em ăn lẩu còn anh ngồi đây anh ăn đồ nướng, thỉnh thoảng anh ăn ké của em miếng, thí dụ vậy, đi ăn thôi. Đó, thế thì mình từ chối mình vẫn mang lại cái sự tươi đẹp, cái sự thú vị và cái sự ý nghĩa cho một mối quan hệ.
nha, đúng không? Đấy, đương nhiên cuộc sống này các bạn, các bạn tin tôi đi, các bạn mà chân thành với người khác thì các bạn sẽ được hai cái lợi. Một là bản thân bạn được lợi trước, bạn sẽ càng ngày càng biết sống vì người khác, càng ngày bạn càng tốt bụng lên, đó là cái lợi của bạn. Nhưng bản thân người ta cũng nhận ra một cái điều gì đó. Các bạn có biết á, tại sao có những trường hợp bạn hy sinh vì người khác mà họ không có ghi nhận các bạn không? Và bạn cảm giác giống như là mình bị hụt hẫng á. Thí dụ bồ bạn rủ bạn đi ăn lẩu đi, bạn rõ ràng không thích ăn lẩu nhưng bạn vẫn cố để đi, coi như chịu cho rồi. Bạn hy sinh vì người ta đó, nhưng mà người ta không coi trọng bạn. Tại vì sao? Vì bạn quá chung chung. Hoặc là bạn giấu rằng, bạn giấu người ta rằng bạn không thích ăn lẩu. Hoặc là bạn ậm ừ, chung chung, đại khái vậy. Sao người ta biết cái lòng của bạn? Để người ta biết bạn đang hy sinh hay là bạn đang cho đi. Bạn phải nói rõ là bạn thực sự không thích cái đó, một cái lý do chi tiết và hợp lý. Và khi người ta đã có cái dấu hiệu là hơi buồn buồn rồi, bạn đề xuất một cái phương án thay thế vừa đáp ứng được người ta, vừa đáp ứng được bạn, thì lúc đó người ta mới nhìn ra được, à, bạn đang rất nỗ lực vì người ta, người ta thấy được. Còn các bạn cứ ậm ừ, người ta kêu gì các bạn ậm ừ đồng ý hoặc là từ chối một cách thô bạo, thì tôi thấy là nó rất là không ổn, và những cái mối quan hệ rất có thể sẽ bị phá hủy theo cái cách như thế, đúng không? Đương nhiên ở cái khúc mà mình đề xuất thay thế thì tùy theo cái mức độ thân quen nữa các bạn. Có rất nhiều trường hợp thật ra mình cũng không cần phải đề xuất. Ví dụ như người xa lạ hoặc người không đủ thân, bạn chả việc gì phải đề xuất, bạn có thể từ chối thẳng. Bạn có thể nói một cái lý do thực tế, chân thành và từ chối luôn, không cần phải đề xuất. Cái cách này tôi muốn các bạn dành thật nhiều công sức và áp dụng nó cho những mối quan hệ xung quanh các bạn. Những mối quan hệ mà các bạn quý trọng á, thì tất cả những cái mối quan hệ đó tôi tin chắc là sẽ nở hoa. Bản thân tôi cũng áp dụng cái điều này với những người xung quanh mình, và đâu đó những người xung quanh tôi cũng áp dụng cái điều này ngược lại với tôi, nên tôi có những cái mối quan hệ mà tôi cảm thấy là rất là trân quý các bạn. Có những cái mối quan hệ anh em, bạn bè, huynh đệ nó thân tới mức mà mặc dù tôi ít gặp những người đó lắm, nhưng đảm bảo các bạn, trái tim của tôi rất là thương, rất là quý những người đó vì cái cách mà họ đối xử với tôi á, y chang như là cái cách mà tôi chỉ các bạn trong cái bài này đó, và tôi quý họ lắm. Kể cả họ chưa có cho tôi cái gì hết, chỉ là họ cho tôi một cái sự chân thành trong lời nói, trong cách giao tiếp thôi. Nhưng mà cái lòng tôi lúc nào cũng mở ra với họ hết. Và tôi nhớ dai lắm cái ấn tượng về họ, kể cả ít có thời gian gặp họ. Nên tôi nói như thế để các bạn hiểu là bản thân cái phương pháp này rất chi là hiệu quả, rất chi là thực tế, và là một trong những cái kinh nghiệm giao tiếp mà tôi quý nhất, cũng như là tôi trân trọng nhất và sâu sắc nhất với cuộc đời của tôi. Tôi nói thiệt nha. Ok, đó là cái ví dụ về người yêu đi ha. Và tôi hy vọng là các bạn đã rút ra được một cái điều gì đó. Kể cả các bạn đồng ý với ngụ ý của người khác, kể cả các bạn không đồng ý với ngụ ý của người khác, thì nó cũng sẽ đi vào lòng người ha. Đương nhiên tôi nhắc chút xíu là cái ví dụ về rủ đi ăn lẩu là một cái ví dụ phổ quát thôi nha, chứ đừng có ai bảo tôi là đang trong giãn cách xã hội mà rủ đi ăn lẩu thì nó kỳ. No, biết là bây giờ đâu có ai rủ đi ăn lẩu, nhưng mà tôi chỉ lấy một cái hình ảnh tượng trưng phổ quát thôi. Các bạn đừng nghĩ gì sâu xa quá nha. Bây giờ sẽ vô tiếp cái ví dụ thứ hai, ví dụ dành cho đồng nghiệp, và sau ví dụ dành cho đồng nghiệp sẽ là ví dụ dành cho sếp ha. Rồi, hello các bạn, bây giờ mình sẽ vô cái ví dụ thứ hai ha. Ví dụ thứ hai là ví dụ dành cho đồng nghiệp, bạn bè. Thì bây giờ ví dụ này là gì? Giả sử đang một ngày đẹp trời, cái chị đồng nghiệp của mình chỉ nhắn cho mình là em ơi, em làm xong chưa? À, tự nhiên cái mình thấy hết hồn trời. Bà này đâu phải sếp mình đâu, đâu phải quản lý mình đâu trời, bà đồng nghiệp thôi mà, tự nhiên cái bà hỏi mình. Bắt đầu mình chạy dữ liệu liền các bạn, mình chạy cái bảng mà tôi chỉ các bạn lúc nãy đó, ở đây có ngụ ý gì không, cái dữ liệu là gì. Thứ nhất, bà là đồng nghiệp của mình, bà không phải quản lý, đúng không? Và cái dữ liệu thứ hai, thử suy nghĩ về cuộc đời của chị này thời gian gần đây coi. Hôm rày thấy chị cũng khá là bận biểu đó, thấy bà cũng hay than á, Facebook của bà cũng nhuốm màu u buồn. Ok, mình có thể rút ra một kết luận tạm, chắc là chị nhờ mình làm một cái gì đó. Xong, khi các bạn phân tích cái dữ liệu, rất rất nhiều khả năng bạn sẽ hiểu đúng cái ngụ ý của người ta. Nhà nhớ là phải phân tích dữ liệu nha. Thì tôi đã thử trong đời sống kiểu như thế này rồi, đại đa số trường hợp nó y bông mà. Tại vì thực ra cái này không phải là đoán mò các bạn, cái này là mình dựa trên dữ liệu, dữ kiện. Và các bạn cứ thử đi, các bạn sẽ thấy phần lớn trường hợp cái kết luận này rất đáng tin cậy. Thì ok, biết ngụ ý của bà rồi đó. Trước khi bà mở lời là mình biết ngụ ý rồi đó. Thì bây giờ mình suy nghĩ trong đầu là mình có đáp ứng được cái ngụ ý nhờ vả của chị hay không? Ha, nếu mình đáp ứng được thì đương nhiên người ta sẽ rất là biết ơn mình. Và người ta sẽ nhớ lâu lắm á. Còn nếu mình không đáp ứng được thì mình cũng phải nói một cái điều gì đó để người ta thông cảm, đúng không? Vậy thì bây giờ trường hợp đầu tiên là nếu đáp ứng được, đúng không? Nếu đáp ứng được thì bạn có thể trả lời là dạ, em mới vừa làm xong. Rồi bắt đầu lấy dữ liệu ở trên nhắn tiếp nè.
Chị có cần em phụ giúp gì không chị? Em thấy dạo này chị lu bu quá. Trời ơi là trời! Các bạn có tưởng tượng được cái cảm giác của cái người chị đó khi mà nghe được một cái lời nhắn như thế không các bạn? Tôi đảm bảo các bạn á, không đi vào lòng người thì đi vào đâu? Và ai mà không muốn chơi với một cái người mà trả lời lại như thế các bạn? Các bạn thấy nó sâu sắc không? Đây là giao tiếp bằng trái tim á, chứ không còn là giao tiếp bằng câu từ nữa. Thành ra tôi luôn nhấn mạnh cái yếu tố là đi vào lòng người. Nó phải đi vào lòng người khi các bạn nhắn lại như thế. Chị có cần em phụ giúp gì không chị? Em thấy dạo này chị lu bu quá trời ơi. Ai mà yếu mềm á, thậm chí đọc cái lời nhắn này khóc luôn á. Thiệt các bạn. Các bạn chắc chưa trải nghiệm cái điều đó. Hãy thử đi. Các bạn sẽ bắt gặp những cái khoảnh khắc rất là diệu kỳ như thế. Ha. Mà thực ra làm cái này đâu có khó đâu. Lấy từ dữ liệu ở trên đưa xuống thôi chứ gì đâu. Đúng không? Đó là trường hợp bạn đáp ứng được cái ngụ ý. Còn nếu mà bạn không đáp ứng được ngụ ý thì như thế nào? Bước A, nói một lý do hợp lý và chi tiết, tuyệt đối không chung chung nha. Và bước B, đề xuất một cái phương án thay thế nếu được. Bước B không bắt buộc. Đương nhiên, nếu bạn càng thân, càng thương, càng quý cái người đối diện thì bạn rất nên có một cái phương án đề xuất thay thế. Còn nếu mà xa lạ thì thôi, nó là tùy chọn nha. Ví dụ chị này không quá thân với bạn thì bạn có thể trả lời là dạ, em đang làm dự án ABC, mới nhận dự án từ hôm qua à chị, nên còn nhiều lắm mới xong hết chị ơi. Ok, có thể bên kia sẽ cần nhờ mình giúp và họ hy vọng là mình sẽ trả lời giúp đó, nhưng họ cũng không thể buồn mình được nếu mình trả lời như vậy, vì tôi bảo các bạn á, cái công thức là phải chi tiết, là phải chân thành, là phải cụ thể, tuyệt đối không chung chung. Đừng có trả lời dạ em đang bận. Nếu trả lời như vậy, người ta hụt hẫng lắm luôn á. Người ta hụt hẫng vô cùng. Làm ơn nha. Hãy cho người ta một sự chi tiết cụ thể. Thì khi các bạn trả lời như vậy là ok rồi đó. Nếu bạn thương họ, bạn có thể đề xuất thêm cái nữa. Bạn có thể hỏi ngược lại là chị có cần em giúp gì không chị, ví dụ vậy. Bảo hô tính cần em giúp. Thì bạn có thể trả lời tiếp, dạ hiện tại em bận quá, nhưng mà thứ năm tuần sau em bắt đầu rảnh, em giúp chị được không, ví dụ vậy. Thì đó là cái đề xuất thay thế. Tùy các bạn thôi. Muốn xài không tùy các bạn. Tôi quan trọng. Quan trọng là các bạn cứ áp dụng đúng cái công thức này đi. Lòng người sẽ mở ra với các bạn. Tôi nói thiệt. Rồi, bây giờ mình sẽ qua tới cái ví dụ thứ ba. Ví dụ của sếp. Ví dụ sếp nhắn bạn là cuối tuần này em rảnh không em? Sếp mà nhắn là cuối tuần rảnh không em thì bắt đầu trong đầu mình sẽ chạy vài cái giả thiết nha. Đầu tiên á, là các bạn phải chậm lại nha. Tôi dặn các bạn bao nhiêu lần rồi, phải chậm lại. Không có việc gì phải gấp hết, đúng không? Thời buổi chat chít mà. Bây giờ vẫn là cái bản cũ ha. Lấy dữ liệu. Họ sếp có ngụ ý gì đây không? Thì mình lấy dữ liệu là gần đây công ty hay làm lố giờ, dự án thì chạy không kịp, và sếp thì có vẻ rất là stress. À thế thì thoạt đầu khi mình đọc cái tin này có một cái kết luận mông lung là sếp rủ mình đi nhậu hay là đi liên quan, đúng không? Nhưng sau khi mà đọc cái dữ kiện này thì cảm thấy là cái option nó rất ít khả năng xảy ra, nên chắc là cái kết luận đúng hơn từ cái dữ liệu này đó là dường như sếp yêu cầu mình phụ làm thêm giờ, dường như là như thế. Vậy thì lấy cái kết luận này tạm hiểu cái ngụ ý của sếp, đúng không? Vậy thì bây giờ mình có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bạn đồng ý với cái ngụ ý của họ kể cả trước khi họ nói ra. Tại vì khi mà người ta nhờ các bạn, khi người ta nhờ người ta rất ngại, nên mình biết cái ngụ ý và mình mở lời trước người ta luôn á, thì cái lòng của người ta dễ mở lắm. Ví dụ bạn có thể trả lời là dạ cuối tuần này em rảnh, anh cần gì cứ nói em nha. Đó, dễ thôi. Ok không? Ok. Và trường hợp người ta đang cần, người ta chưa nói là người ta nhờ mình, mà mình mở lời mình nói trước là anh cần gì nói em nha. Thì tôi hỏi các bạn á, cái này có sâu sắc không? Đúng không? Sâu sắc không? Đấy, nó không sâu sắc thì nó là cái gì nữa, đúng không? Còn ví dụ trường hợp thứ hai, nếu không ok thì sao? Vẫn là hai bước. Bước A, cần một cái lý do chi tiết, hợp lý, chân thành. Và bước B là một đề xuất thay thế nếu muốn. Bạn có thể trả lời lại một cái lý do trước là dạ, cuối tuần này em về quê rồi anh. Anh có gì không anh? Đó, thí dụ vậy. Còn chi tiết hơn nữa là cuối tuần này em về quê thăm ba má. 3 tháng rồi em không về quê, nên đợt này em tranh thủ mua vé để về thăm ông bà. Thí dụ vậy. Đấy, chi tiết, cụ thể, chân thành. Đúng không? Thì rất có thể sếp sẽ nhắn lại với các bạn là định nhờ em phụ dự án. Sếp nói vậy đó. Thì bây giờ các bạn có đề xuất phương án hay không? Nếu có thì các bạn có thể nhắn là có gấp lắm không anh? Tối chủ nhật em mới về lại Sài Gòn. Thứ hai em làm thêm trễ chút xíu để phụ anh.
thì có ổn không anh? Đó, ví dụ vậy. Một đề xuất thay thế. Và các bạn nhớ giùm tôi có một cái nguyên tắc ở cuộc đời này nè. Khi mà người ta đang gặp khó đó, thì cái sự sẵn lòng của mình đó, người ta sẽ nhớ mãi. Tôi nói là không phải 100% ai cũng tử tế mà nhớ ơn các bạn đâu. Nhưng một cái tỷ lệ cao lắm á, khi mà người ta đang cần mà mình có thể giúp đỡ và người ta biết là mình đang cố gắng giúp đỡ thì người ta sẽ nhớ lâu lắm á. Các bạn đừng có sống như thể là cuộc đời này không có người tốt các bạn. Tôi thấy nhiều người sao bi quan quá. Trong khi cuộc đời tôi thấy người tốt nhiều lắm luôn á. Mặc dù tôi cũng từng bị người này người kia hại, nhưng mà tôi thấy người tốt nhiều lắm. Và tôi tin chắc một điều á, trong cái tình huống này á, rất nhiều người sếp sẽ đánh giá rất cao người nhân viên này. Bạn nói rõ, bạn đang thành thật mà đâu có gì lừa dối đâu. Ok, bạn về quê, bạn biết là vé đã mua rồi đó, không giúp được. Nhưng trong thâm tâm bạn vẫn muốn đề xuất một cách để giúp sếp mình. Thứ hai, em làm trễ, phụ anh được không, ví dụ vậy. Thì người ta vẫn trân trọng các bạn, kể cả họ bảo là không em, cái này anh cần cuối tuần thôi. Thì kể cả bạn không giúp được trong tình huống đó, thì người ta vẫn trân trọng bạn. Cái lời nói của các bạn vẫn đi vào lòng người. Nên làm ơn nhớ nha, chúng ta đang bàn cái kinh nghiệm giao tiếp bằng trái tim. Ok ha. Rồi, như vậy là xong ba cái ví dụ chi tiết cụ thể và phải gọi là rất là thật luôn á, tôi đã gửi đến tất cả các bạn. Thế thì cái bài này xong chưa? Chưa. Một cái bài mà sâu sắc và nỗ lực của tôi như thế này thì nó chưa xong được đâu. Ở cái phần này tôi sẽ nói với các bạn vài cái lời mà lưu ý nha, vài cái lưu ý để các bạn có thể áp dụng cái phương pháp này tốt hơn và để các bạn không có phạm những cái lỗi mà vô tình làm người ta phật ý. Mặc dù các bạn không cố tình đâu, nhưng mà người ta ghét à, đúng không? Thì thôi mình hạn chế mà, cuộc đời là thêm bạn bất thù mà, đúng không? Ok, cái điều thứ nhất cần lưu ý là gì? Các bạn đừng bao giờ ép người ta phải thừa nhận là họ đang có cái ngụ ý đó nha. Hồi nãy tôi cũng có nói cái này rồi á, nhưng mà bây giờ cuối cùng hết tổng kết tôi cũng phải nói lại một lần nữa để các bạn hiểu là đừng bao giờ ép người ta phải thừa nhận người họ đang có ngụ ý. Đại khái là thèm ăn lẩu thì nói bà nó đi, bày đặt dòng do. No. No các bạn, dễ phật ý lắm, đừng bao giờ làm cái hành vi này nha. Người ta phải ngại cái gì đó thì họ mới đi đường vòng. Có thể cái sự ngại của người ta đó nó rất là buồn cười với các bạn, nhưng với người ta đó là một cái sự ngại có thật. Nên đừng bao giờ ép người ta phải thừa nhận cái ngụ ý đó nha. Ok, cái điều thứ hai cần lưu ý là gì? Cái ngụ ý nhiều khi nó không chỉ qua cái lời nói đâu các bạn, mà nó còn qua cái hành động nữa. Ví dụ như ai đó nhờ mình trả lời lại, rồi họ cứ nhắn tin. Mình thấy trên cái biểu tượng chat á, là đang nhập hay là typing hay là đang gõ đó, mà thấy người ta cứ đang nhập, đang gõ lâu lắm, thì mình vẫn có thể đoán ra được, à chắc là họ đang ngại cái gì đó đây, họ cứ viết đi viết lại, họ xóa mà họ không bấm gửi đi, đúng không? Thì mình có thể chủ động nhắn trước cho họ một tin, đó là anh đừng ngại, có gì cứ nói em, ví dụ vậy. Thì cái việc đó sẽ cho họ nhiều cái sự tự tin hơn và giảm đi cái sự ngại. Thì bạn cũng vừa có một cái lời nói đi vào lòng người đó nha. Và cái lời nhắc thứ ba mà tôi nhắc các bạn đó là các bạn nên ưu tiên dùng cái kinh nghiệm giao tiếp trong cái bài này á để sử dụng khi mà mình giao tiếp online nha. Mình giao tiếp online trước, tại vì online mình có nhiều thời gian để suy nghĩ, mình không có việc gì phải trả lời liền, nên cái việc sử dụng cái phương pháp này nó rất hiệu quả. Và khi mà các bạn làm ở trên online mà thành công và có kinh nghiệm rồi đó, thì dần dần bạn sẽ quen và bạn sẽ có được một cái phản xạ nhận định ngụ ý ở trong người của các bạn á, cực nhanh luôn. Và khi đó bạn bước ra đời, bạn áp dụng cái cách này thì đảm bảo các bạn á, là bạn đi tới đâu cũng được yêu quý hết. Thiệt, không phải là tất cả mọi người đều yêu quý bạn đâu, nhưng rất có thể một số lượng không nhỏ đâu, những nơi bạn tới sẽ thương, sẽ quý bạn lắm á. Nha. Rồi, như vậy là cái bài này thu xong khang tiếng luôn. Hy vọng là cái kinh nghiệm rất là cá nhân của tôi chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm mà chắc chắn là hiệu quả với tôi rồi đó. Tại vì cái này đâu có sách vở nào chỉ đâu, lấy từ đời sống của tôi hết á. Tôi hy vọng là cái kinh nghiệm này sẽ làm cho cuộc đời của các bạn, làm cho những cái mối quan hệ xung quanh nở hoa. Và nói gì thì nói, con người đâu thể nào sống biệt lập và không giao tiếp. Thế thì nếu mà chúng ta biết cách giao tiếp đi vào lòng người với những người thân thuộc bên cạnh mình, thì chắc chắn là cuộc sống, cái chất lượng sống của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn rất rất nhiều. Các bạn đồng ý không? Ok, thế thì cái bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Và các bạn có thể bấm vào cái biểu tượng danh sách phát ở trên màn hình đó để xem nhiều bài hơn về kỹ năng giao tiếp mà tôi đã làm nha. Toàn là mấy cái bài mà rất nhiều triệu view không à.